Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình là Chris Devil Gamer. Và mình xin thông báo hôm nay là ngày sinh nhật của mình, ngày 1 tháng 6. Cảm ơn những bạn đã gửi lời chúc tới Cảm năng game thủ, hay là những bạn đã gửi lời chúc qua cái Facebook Chris Fan của mình. Đừng gửi qua Facebook giả nha mấy ông nội. Facebook thiệt á, là như nó được 50 mấy ngàn follower thì phải, 5 mấy ngàn, 6 mấy ngàn gì đó, không nhớ. Cái nào follow nhiều và like nhiều nhất á, đó là Facebook thật, thì đừng có bị lầm lẫn rồi người ta dụ nghe không. Sinh nhật của mình nên hôm nay mình cũng khá là vui. Cảm ơn các bạn đã gửi những cái lời chúc rất là tốt đẹp cho mình nha, cảm ơn các bạn nhiều. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phong vân 3D trên iOS trước ha. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi, mình không có cái máy quay trên iPad được, nên chúng ta sẽ chịu khó. Ai muốn tải phong vân trên iOS, đầu tiên các bạn phải vô cái gì? Vô App Store. Đây, thấy không ta? À, thấy nè. Vô App Store nha. Sau đó chúng ta tìm phong vân 3D. Là tìm kiếm phong vân 3D. Hơi khó thấy ha. Nè, thì các bạn thấy được là có cái thằng phong vân 3D VNG nè. Phong vân 3D VNG nằm đây. Bấm tải nút này. Xong. Tải xong thì chúng ta có thể vô chơi bình thường được. Easy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào game. Và bạn nào muốn hướng dẫn về cách cài đặt trên Android hay là Windows Phone thì cứ để lại lời nhắn cho mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với Sinh Nhật Mình nha. Ok. Wow. Thì ở tập trước mình chợt nhận ra, mình quên nói với bạn, đó là cái giờ mà mình thường hay online để mà mấy bạn có thể truy tìm mình. Xin lỗi mấy bạn về cái chuyện đó. Thì hôm nay mình làm cái clip này thì mình sẽ nói về cái giờ mà mình thường xuyên mình online để mà mình chơi, để cho các bạn dễ dàng kìm mình nha. Thì mình chơi thường là vào lúc mấy giờ nhỉ? 10 giờ, 9 giờ cho tới 10 giờ sáng. Được không? Hình như là có một bạn đang phát hiện mình thì phải, thấy đi gần gần đây nè. Thử mình nhích kìa. Đi theo không? À, chính xác rồi. Bạn này đã phát hiện được mình. Thì bạn này hy vọng bạn sẽ chụp lại cái màn hình và gửi lên Cẩm Nang Game Thủ nha. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, mình sẽ trả lời bạn đó, anh Chris đây. Làm sao trả lời ta? Làm sao trả lời được vậy à? Rồi, bạn này đáp BM mình rồi, là bạn Tenty. Thì mình sẽ kết bạn với bạn đó nha. Bây giờ phải mò cái kết bạn. Tenty. Đây. Chat riêng, thêm bạn. Rồi. Chúc mừng em đã tìm được anh. Ok.
Ai? Ê, tự nhiên rời game. Thì làm nhiệm vụ đây. Thì cái giờ online của mình là 9 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng và 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối. Ha, cái giờ online của mình là giờ như đó đó. Hay thiệt các bạn đó, hay thiệt. Vừa mới vô game là bạn chụp liền. Chụp ra chịch liền. Dữ thần. Không. Ông lão gì đây? Nguyệt lão. Ông này mà ông đánh đánh mà kinh á, gọi là kinh nguyệt lão. À, bạn bạn đó đã trả lời yeah rồi, bạn đó rất là mừng. Thì hy vọng là những bạn còn lại sẽ kiếm được Sakimura-chan. Còn khá là nhiều slot cho các bạn ha. Hay thiệt chứ, bạn đó dữ thiệt, không nhận, hào hứng khoái thiệt, gặp được mấy bạn mà ở trong game như vậy. Ông này ông tên ốc chó. Dữ thần. Ông vô hành tẩu giang hồ mà ông tên ốc chó. Người ta phải đặt cái tên nào vip vip rồ rồ đồ. Những cú chim rồi đó. Tao với giang hồ tao mới nể mình phải không? Mình vẫn không hiểu nè, bạn nào chơi gọi chỉ mình với. À, hả? Sao mình vô phó bản rồi quýnh thì chừng nào mới được ra? Cái đó là chưa hiểu. Có bữa hả, tôi vô phó bản tôi đứng hoài luôn các bạn. Không hiểu luôn á. Hồ kiếm mà. Úi. Hạt bút. Hạt bút hả? Bắt tên bữa Long tự. Tên tàu lao với lao. Cố lát sống liền mê lao. Rồi xong. À cái phó bản này thì ấy, còn mấy cái phó bản sau á, có con nhân vật kia của tôi kìa. Tôi chơi thử trước á, tôi không hiểu luôn. Có gì chỉ dấu. Đó. Có rồi. Sóc niên y. Dịch ra là áo sóc lọ đó. Áo rồi. Đó. Bây giờ là mặc đồ đẹp rồi nè. Sakimura là rất là đồ mặc đồ VIP slip. Giờ là tha hồ luôn. Mình đã hướng dẫn các bạn tải trên iOS rồi nha. Các bạn nhớ tải rồi vô chơi cùng mình nha. Nào, mong chờ các bạn lắm á. Ông tìm Sakimura rồi. Hay thiệt chứ. Đúng là cái tên đúng dữ. Tôi liền. Trời. Đùm. Kiếm ghê mày. Ô, kiếm lửa. Khoan, đứng lại. Ủa bà không để ý tôi hả? Tôi di chuyển đây. Ơ chó gì đây, chó con ngựa đâu coi. Dạ rương sách tùy tùng là gì không biết. Duyên đơn cần chi xót xa.
đó vô mấy cái phó bản này tôi không hiểu nè, bạn nào mà chơi rồi mấy bạn hướng dẫn tôi coi, chỉ không hiểu cái này thôi, còn lại là không biết luôn. Ngạc nhiên chưa? Một cái chiêu này đánh được con ngự biến mất tàng hình rồi ba, hình quýnh rồi y quýnh là bị hiện hình cuồng nổ nhập ma đạp cù bóp dây, bóp dây khá là thoải mái, tàng hình, tàng hình bóp dây chết luôn. Yes, quay về gán luyện lên lẹ 40 mở cái đại gia đình nha bạn nè. Có mấy bạn nói là ồ sắp có nhiều cái bang giả mạo Chris quá, không, mốt mình sẽ lập cái bang riêng và những cái hả những cái bang mà đặt theo á thì các bạn cứ vào đi không sao hết á, thì mình đặc biệt là ưu tiên cho những bạn mà tìm được mình là cho vô cái bang chính, còn mấy bạn bang phụ vẫn có thể giúp đỡ tụi mình mà, sợ gì, chúng ta chơi cộng đồng chơi cho vui mà, đúng không? Quan trọng là vui là chính bạn ơi, chơi đừng có ăn thua, ăn thua mình chơi vậy mình không có vui. Cái gì đi làm gì là tôi mới thấy, tôi đọc thấy cái nhiệm vụ gì á, tìm văn sổ sổ đồ đồ má mặt đúng sổ nhi mặt trẻ trâu. Bạn 63 này em tìm được anh rồi nè, cu bự quá cũng phải cứt. Em tìm được anh thì em hãy chụp hình lại, hình lại gửi lên cẩm nang em thủ để chứng minh, tại vì nãy mình không có thấy bạn này nên bạn cần phải có chứng minh, còn bạn kia là nãy mình thấy rồi. Mấy ông có ban fan Red Devil Gamer nè. Tôi đây. Đây khá là đông fan mình nè. Sao mấy ông này không đánh nhau vậy? Nhấn gối. Kết bạn anh ơi. Hai cung phu đâu? Đâu có thấy ai tên hai cung phu gì đâu. À đây, đúng rồi, bạn này đã tìm được mình rồi, hai cung phu. Ok. Ok. Bạn này tìm được mình rồi, mình sẽ add bạn này. Cái hệ thống này add thì nó hơi dở ha. Nó hơi khó đó. Kết bạn rồi. Hai bạn nha, bạn fan Chris. Fan mà ông viết là fan, what the fuck.
Cái gì ta? Ờ đây đây. Thêm bạn. Rồi. 2G Kung Fu thêm bạn. Đó. Mới chơi có tí mà thấy quá trời người rồi phát hiện rồi. Đã quá. Hào hứng thì chứ. Các bạn là cố tìm được nhiều lên ngang. Đánh người mày. Tàng hình liền. Tàng hình cho nó hồi chiêu. Chúng ta quýnh tiếp. Chơi là phải dính thúi. Tư mã đạm nhiên. Tao tàng hình mày quýnh ghê mày. Tàng hình mày cũng quýnh nữa xạo đó chiều đã quá cái trò. Bạn này giỏi thiệt chứ không cần phải mình nói cái giờ online của mình vẫn có thể là hốt hàng mình được. Tan 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 tan. Đó, bởi vậy mấy bạn đi bạn phải nhìn xung quanh đúng không? Trường kiếp Sachinra. Không biết là bị phát hiện hôm nay. Gì đây? TNHV Gaming. Nãy mới thấy cái thằng nào tên rồi. À đây 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 áp sát rồi, có một bạn đang áp sát rồi, không biết là có phát hiện hay không. Sakutara kìa đồ. Rồi nghi rồi, nghi rồi, phát hiện rồi, phát hiện rồi. Hơi nhích nhích qua đây chút. Sao đây? Mấy má thấy thì mấy má chụp hình đi rồi mấy má bấm tôi kết bạn cho. Mấy má nhìn 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 nhìn. Vào đội, no, không có vào đội. Nhích cái dịch kèo. Chụp hình đi mấy má, tôi đi làm nhiệm vụ nè. Lẹ cấp
mấy má này chơi không có bằng kiếm hay sao. Bơi. Giờ tôi đi đâu nó đi đó nè. Thiệt luôn. Chụp hình bot cẩm nang game thủ đi. Rồi anh kết bạn sau. What the fuck, Jackie? Jackie đâu đây? Thôi mấy bạn này đã theo mình vậy là mình biết là ok rồi. TH Gaming ha. Thêm bạn. Làm cho dễ dễ chút. Rồi. Vậy đứng trên đây coi. Phát hiện không? Chúc mừng những bạn đã tìm được anh. Chúc mừng các bạn đã tìm được anh. Rồi, những bạn xung quanh là mình sẽ add friend hết. Lâu Tân. Lâu Tân thêm bạn. Má chạy ghê quá. Có phải chạy theo không? Đứa nào chạy theo thì mới át nha. Rồi cái ông Jackie này nữa. Thêm bạn. Ủa gaming này anh kết bạn rồi mà. Rồi gaming là kết bạn rồi nha. Rồi ta đi đây. Đây một bạn fan Chris 090 chùm lông chính giữa. Ok thêm bạn. Đấy. À, tôi sẽ di chuyển. Tôi sẽ không đứng một chỗ mà thấy không? Đứng một chỗ là nó dụ. Hùa vô. Wuju Master T. Anh add bạn em rồi. Mà rồi. Ủa sao mấy thằng này nó chơi ngựa rồi tôi đi bộ trời. Kết bạn rồi ông nội.
này kết bạn nó rồi, người này đã là bạn rồi, nó cứ đòi kết bạn hoài này tiếu thì... không 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 vào đội, không vào đội, không được vậy. Rồi thêm ông lớp nữa nha, lớp không biết trai gái này, tên BD quá rồi chưa. Vui thiệt chứ, mấy ông này tìm hay thiệt chứ. Kết bạn rồi ông này ông ngáo quá trời. Danny đâu? À Danny đây, Danny tìm thấy mình rồi. Rồi kết bạn với Danny nha. Ui. Đâu rồi? Ủa? Danny 203. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy cố gắng tìm được Sakin Raja trong Phong Vân 3D. Thì các bạn sẽ được kết bạn và bạn đó sẽ được ưu tiên vào trong bang nếu mà chưa có bang. Ok thì rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà bạn ủng hộ mình thì nhớ chia sẻ để ủng hộ nhé. Và ngoài ra thì hãy lên Facebook Cẩm Nang Game Thủ hoặc là Chris Double Gamer để mà cập nhật những cái thông tin hay là những cái event mới nhất của mình trong Phong Vân 3D hay là trong những cái game khác nữa. Ok, mình chuẩn bị có một cái phần quà nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah. Rồi. Công an thiệt tới kìa mấy má, đi. Công an bắt. Mấy kia nó sai.